Đây có món hột gà nướng với bạn nữa hả? Đi đâu? Dẫn khách đi đâu chị? Lên đâu? Vô tới luôn không? Đi bộ hả? Sao vô? À, Đức ơi, Kiên ơi, xe em nó luôn đi nha. Em nhắc đi kìa. Đậu đó rồi đi bộ vô hả? Đi bộ thôi em à. Đuối rồi ha. Giao. À vậy ha. Lọt hố rồi. Alo. Trời nắng về chụp hình. Trời nắng về chụp hình rất là đẹp. Hiện tại là chúng ta đang đi cây thông cô đơn nha. Đây là con dốc huyền thoại. Ông ơi, nắng đi chán thèo luôn á. Nắng mà không có trực trượt gì trơn mà. Đường này trời mưa là em không dám chạy nữa. Giờ chân em còn rung mà. À, em thì kinh rồi. Đâu được anh? Lên đi Long ơi. Anh chạy gì sao được anh? Chạy kỳ quá hả? Anh về xuống anh làm lại đi. Không đẹp gì trơn. Hôm nay đi ít xe nha, 3 xe thôi nha. Trời khô lên dốc này là ok luôn. Bò sát bên Tài nha anh. Ok ngon quá. Ô bê. Ô Everget. Nó kêu lịch kịch cái gì anh? Nó kêu lịch kịch gì vậy? Láp chứ. Đi dạy coi sao được. Cái xe nhẹ quá cái nó tưng đít. Bên đây trống ba ghế Long ơi. Chắc anh gửi nhà anh chơi qua nhà em quá. Đó, gửi qua đi đó, anh chở nguyên bậy. Vậy là cái đoạn ở dưới đi luôn mà đi lên. Vô đây là có người đi rồi. Nhóc kìa, anh ta đi nhóc kìa. Nó đi bộ vô. Ta đi nhóc với kìa. Trong trại. Ngày mai nha, trong nhà đã sợ không?
ơi, ơi. Bữa nợ nợ mấy triệu trả đi chứ. Dạ. Anh, để con cậu đâu đây. Con ngon bò nó chảy nước miếng thà lè lưỡi luôn. Quay rồi mình nhắn lưu chỗ nào, quay nãy giờ rồi đó. Nói chuyện đó đi em. Hỏi thăm tối lạnh không, rồi có mệt mùng gì không? Nói chuyện giống như hai người mẹ bạn với nhau á. Ngồi ngồi xuống nói chuyện đó đi. Chua không? Chấm muối không? Được. Này ngọt cay à. Ăn được rồi thấy chưa? Hồi cho tao cởi cái nha bò. Nha. Hồi cởi cái nha. Ê! Sao cái sừng nó mềm mềm đó? Ê! Chết bà rồi rồi. Đó là vụ nhỏ sao mà gãy cái sừng rồi? Cái sừng nó em tưởng là nó cắm vô đầu nó cứng như thế mà sao cái sừng? Vậy sừng ta sừng cứng. Sao sừng này lắc kỳ vậy? Sừng này bị gãy rồi nè. Không gãy. Ủa? Con khác thì con. Rồi. Ồ xài sừng Việt Nam, xài sừng Trung Quốc. Cho cải cái nha. Cho mày ăn chứ cải. Để thảo đeo lên nữa được không? Được, mà té hay không là quan trọng. Nha, cho leo cái nha. Lên đi. Thôi nó nhỏ đó. Lên đi, lên đi. Chịu đâu. Bò thân thiện. Ồ nhát quá à. Ông này nè. Này dạng nha. Nè anh gặp rồi. Cái đường tay trái này thay vì mình đi tay phải lên nó đi qua đó. Nhưng mà đường nó hơi xấu cái... lắm. Em... bên đó là phải qua vườn bà lạc. Mà qua vườn bả bà rào mất rồi. Anh giật thằng rào đi. Chơi đi, chơi khô máu đi. Cuộc chiến giữa con trắng và con vàng. Chơi luôn, ừ, đẩy, đẩy, đúng rồi. Đúng rồi. Ăn rồi, ăn cỏ no rồi, không có chuyện làm nè. Chơi đi, quay lại chơi đi. Chơi luôn. Ê, ủ đít luôn. Mẹ. Lấy con nhỏ ha, con nhỏ này nha. Con nhỏ dễ thương quá. Hang B nhỏ thương, dễ thương ha. À, ông biết ông sợ ông đạp quá. Ừ, số 1. Ừ. Ông đạp quá nó bươi vỏ. Cứ nhấp nhẹ lên rồi. Nhìn thì ghê luôn, cao lắm á, chứ mà đơn giản rồi. Tại mình nhìn trong điện thoại nó sẽ khác. Hôm đó lên xe kia lên tới đó đó, cái nó tụt xuống nó dính cái thông đó đó. Gà xanh á. À, bươi cái lớp được. Tụt xuống nó dè nó bê luôn, đâu có bẻ lái được. Vòng rồi đã.
nó giật con dây, con dây làm cái thật cái té nè. Tạo kiểu đi.